một câu A Di Đà Phật, niệm đến cùng, học đến tập 298. Hồi nãy giờ những đức coi có một đoạn mà video mà người chồng, nghĩa là đánh người vợ mà vô cùng dã man, giống như làm ăn thua lỗ, rồi kinh tế gia đình nó bị sa sút về, rồi mọi người đều mặt lớn mặt nhỏ khó chịu với nhau, rồi đập đồ đạc, rồi quýnh vợ, quýnh dã man lắm. Nhìn thấy cảnh tình quýnh ghê. Nên mỗi một người chúng ta, nếu mình mà không nghe Phật Pháp thì con người của mình nó bị dồn nén, dồn nén. Rồi qua những cái bị quýnh đập như vậy, có khi con người nó lại cuồng chí và sanh tâm tiêu cực, thấy mình không còn muốn sống. Và có những người ta đi đến cái con đường kết liễu, chết đi. Nên câu đầu tiên mà Ấn Tổ, là tổ sư, ngài nói một câu là tin sâu nhân quả, rồi mới niệm Phật, rồi mới cầu sanh cực lạc. Câu đầu là tin sâu nhân quả. Mỗi một con người nó đến với nhau, nó có duyên và nó có nợ. Duyên nhưng nó có thuận duyên và có nghịch duyên. Có khi trước thì thuận duyên nhưng sau nghịch duyên. Có những người thì trước nghịch duyên, sau thuận duyên. Còn có những người thì trước đó thuận duyên, trước giữa lại nghịch duyên, nhưng cuối cùng lại thuận duyên. Nó lật tới lật lui, nó tứ tung lang tan qua cái chiều hướng của nhân quả giai trả. Có khi người ta bị đánh đập dữ dằn vậy đó quý vị, dù buồn chán vô cùng nhưng chỉ cần nói vài câu là hết dằn. Nên nãy như Đức nói mấy chú, như Đức nói một câu rằng có khi đánh đập đánh ghê gớm vậy đó, một chút rồi lại đến xin lỗi, mua thuốc về sức cho mấy chỗ bị đánh. À, có khi vậy đó, sức xong rồi tiếp tục làm việc. Nên có những cô mà nhìn cái tình cảnh vậy, cái tự nhiên mình thấy có những người tự nhiên mình thấy mình hết nợ đàn ông, mình thấy mình có phước, muốn đi tu đi tu, muốn đi chùa đi chùa, chị em đồ gặp nhau đồ mỗi tuần thứ bảy chủ nhật, thấy hạnh phúc vô cùng. Mà có những người mà có chồng, chồng cho đi chùa cũng thấy hạnh phúc, rồi hoặc là chồng cùng đi với mình thì quá hạnh phúc. Có những người thì hết nợ đàn ông mà mỗi tuần đi đến chùa, mình ngồi nghe những đức giảng cười hả hê, rồi quay phim đồ thấy sắc diện đẹp quan hỷ. Còn những câu đi được đi vô chùa tu chưa có gia đình gì hết thì thấy mình quá hạnh phúc, không có thiếu nợ đàn ông. Còn bây giờ người phụ nữ này thiếu nợ đàn ông, bị đánh đập khi sanh đẻ nuôi con, rồi bây giờ bị đánh đập, đánh đập xong rồi năn nỉ xong rồi tiếp tục làm việc, tiếp tục cứ như vậy. Trong cuộc đời này không ít vậy đâu quý vị, không ít đâu. Nếu như mà suy nghĩ tiêu cực mà đi đến cái chỗ muốn tự tử thì đây là quá dại khờ, quá dại khờ. Có những người ta nghĩ rằng khổ đau quá, bây giờ kết liễu cuộc đời, chết hết khổ, chết nó còn khổ ác đạn hơn, chết nó còn khổ ác đạn hơn. Nên như Đức chia sẻ với một tình độ, như Đức thường nói rằng một câu Phật hiệu này có thể giải quyết tất cả vấn đề trong cuộc đời. Giải quyết cái gì? Nội tâm. Khi mình gặp tình cảnh chồng nóng giận đánh đập gì, mình đi chỗ nào đi phức cho rồi đi. Mình ngồi đó để cho họ đánh mình xuyên suốt làm gì? Nó đập phá, nó đập kệ nè.
kiếm chỗ nào mình lánh phước cho rõ. Mình ngồi đó nó tức giận lên, nó đánh mình chết làm sao? Mình nghĩ rằng thôi khổ quá, đánh chết phước cho rồi, nhưng mà nó không chết, nó tàn tật, nó đau đớn. Mình kiếm chỗ nào mình tránh phước cho rồi thì biết biết. Gặp tình cảnh gì. Nên có những người gặp những đức nói rằng: thầy ơi, con sống với chồng với vợ con đúng là gặp nhau chửi mắng đánh đập nhau không? Những đức nói: sao, ngồi xuống nói chuyện. Và nói xong rồi, hứa hẹn xong rồi tiếp tục cuối cùng đánh nữa. Chửi mắng đánh đập nữa. Những đức nói rằng có những cái nợ mà mình thiếu người ta rất nặng nề. Nếu như mình là người tu hành, nếu mình chấp nhận vui trả thì là trả qua báo, chánh quả báo tam đồ ác đạo. Quý vị là người tu hành, thấy đó là còn nợ mà mình còn thương, bị đánh mà vẫn còn thương là còn nợ, thì quý vị vui bị trả, bị cố gắng niệm Phật, có thời gian được đi về chùa nghe pháp, cởi mở tâm tư. Còn nếu như quý vị thấy mình không còn một tình cảm gì với người này nữa, dù có sống tiếp tục đi chăng nữa cũng không có niềm vui gì, thì vì tự suy nghĩ, ngày giờ quyết dứt liền thôi dứt, chờ đợi cho xong biết chừng nào xong. Bị đánh đập mang tâm hận thù, nợ cũ trả chưa xong tăng thêm nghiệp mới. Tự mỗi người nhận thức, tự mỗi người nhận thức. Ai cũng hướng đến giải thoát, nhưng mà tối những đức học tập giải thoát là gì với đại chúng quý vị nghe đi. Giải thoát là gì? Mỗi ngày bạn vui vẻ là giải thoát, mỗi ngày bạn hạnh phúc là giải thoát. Hạnh phúc là giải thoát, sống có lý tưởng là giải thoát, có một phương hướng đi về là giải thoát. Bạn mỗi ngày bạn bị đánh như con rối, bù đầu bù cổ, xong họ năn nỉ vài câu rồi tiếp tục họ làm chuyện chăn gối, rồi thích đánh lo ra đánh, thích làm lo ra làm. Quý vị thành cái tiêu cực, không có phương hướng gì hết, không nghe được Phật pháp, không biết tu hành. Cuộc đời của người quý vị sống cho qua ngày đoạn tháng, đến khi chết đi đọa tam đồ ác đạo. Quý vị thấy thê thảm không? Có người vậy quá thê thảm không quý vị? Phật pháp cho chúng ta một lý tưởng, cho chúng ta một con đường, cho chúng ta một phương hướng. Đó là Phật pháp dạy chúng ta. Bạn hãy chọn một phương hướng đi. Khi bạn còn sống, bạn còn có cơ hội chọn lựa. Bạn đã lỡ sai lầm chọn lựa, bạn có cơ hội quay đầu chọn lựa. Chỉ cần bạn có góc độ. Còn tất cả bị đánh bị đập giống như vui trả nợ phước cho rồi, nhưng bạn có cơ hội quay đầu để chọn lựa hay không? Thí dụ như tất cả các cô gặp tình cảnh chồng đang tức giận đập đồ đập đạc, nó vừa đập đồ đập đạc, chúng ta tránh bỏ đi phước cho rồi, tránh đi, đừng có ở đó. Một là nó tức quá làm tớ, nó đập banh đồ. Hai là đập đồ xong quýnh mình. Quýnh mình nằm đó, ngồi đó, ôm đầu đó thì càng quýnh mình, tức giận. Người đàn ông tức giận lên quýnh quýnh, khi quýnh vì chết luôn. Tránh đi chỗ khác là điều tốt nhất. Nên nhìn cái tình cảnh trong hôn nhân bây giờ, có nhiều người gặp những đức nói rằng xã hội ly dị nhiều lắm thầy. Ly dị rất nhiều. Nên lúc yêu thương nói rằng một mái nhà tranh hai quả tim vàng. Nhưng xin thưa với quý vị, đó là cái sự yêu thương nhất thời của tuổi trẻ thôi. Khi dính vào cái chuyện vợ chồng rồi, con cái mà khổ cực, nghèo nàn, khốn khổ thì lúc đó sanh tâm. Khi làm ăn có tiền có khi thay lòng đổi dạ, làm ăn không có tiền thì lúc đó lại bực bội câu có quýnh đập nhau. Trong cuộc đời này quá nhiều cái khổ đau. Nên những cô mà đi về chùa mình, có những cô chia tay với chồng ly hôn, hoặc có những chú chia tay với vợ, có dịp về đây, những đức nói mình cố gắng, mình lo làm ăn, mình sống, mình nuôi con đàng hoàng đi, đừng có bước thêm bước nữa làm chi. Sống những ngày tháng biết học Phật,
dù cực khổ lo cho con, nhưng cũng từ đôi tay mình kiếm tiền lo cho con. Rồi mình học Phật, thứ bảy dẫn dắt con đi đến chùa, được nghe lớp đạo làm con, ông tu chủ nhật xong đi về. Quý vị coi có những chỗ nương tựa tuyệt vời như vậy, đây là hạnh phúc quá rồi. Nhà Đức nhìn nhiều cô mình đi về chùa, những Phật tử, những trưởng đoàn đi về chùa, những Đức thấy vị vui phơ phớ, những Đức thấy mừng với vị ấy. Đúng là chỗ bình an mình tìm về. Nhìn cái cảnh tình mà ta bị đánh gì mình thấy mình rồi. Bây giờ mình được học Phật, mình biết niệm Phật. Bây giờ người ta bị đánh đập gì mà người ta chưa được niệm Phật, chưa được tu hành, chưa được tin sâu nhân quả, người ta sanh tiêu cực, bắn loạn tâm trí. Bình tĩnh lại. Bản thân mình là của mình. Họ đánh mình là xong rồi. Bắn loạn tâm trí là mình tự đưa mình vào nẻo cục của cuộc đời. Bình tĩnh lại. Khi bình tĩnh lại mới có con đường giải quyết. Bình tĩnh lại mới có con đường giải quyết. Những hình ảnh nó có sẵn hết. Bị đánh đập như vậy, có những cái họ cũng khó trách được mình. Nếu như mình thấy mình còn nợ, sống mà còn có thể có cơ hội quay đầu, thì sống với nhau nhiệt tình, tha thứ cho nhau. Bản thân mình phải duy trì được mình, đừng nên đau khổ. Mình đau khổ để sống là con người mình rất dại khờ. Người ta đánh mình cũng đánh rồi, mình đem cái sự đánh đập nó bỏ vào tâm để quay nhiều quận, để mình chán nản buồn khổ, có khi nó còn đánh thêm. Không lẽ mình sống để cho người ta đánh mình? Hãy bình tĩnh lại. Những Đức đem những con đoạn học tập này mong đem công đức hồi hướng cho cô, mong cô tỉnh táo, sáng suốt, nhìn nhận. Nếu như đây là nợ nhiều đời nhiều kiếp thì vui vẻ, nếu nhắm mình có thể sống và có thể sửa đổi lỗi lầm. Còn nếu như sống mà để làm nhau đau khổ thì tự mình suy nghĩ, chọn cho mình một con đường như thế nào cảm thấy phù hợp. Nên chúng ta gặp Phật Pháp rồi, sự giải quyết vấn đề không có khó quý vị. Cái khó là chúng ta có chịu mạnh dạn giải quyết hay không. Nên trong nhà Phật có câu nói rất hay, nhìn thấu buông xuống. Nếu như bạn nhìn thấu được cái cõi đời này khổ đau như vậy, sống trong một gia đình thê thảm như vậy, không có gì hạnh phúc hết. Gặp nhau làm nhau đau khổ, chửi mắng nhau. Sống như người đàn ông quýnh đập vợ như một con thú, rồi xong sử dụng mình như một trò chơi. Vui thì lôi ra chơi, bực bội thì lôi ra đánh. Quý vị hãy tự suy nghĩ. Đức Thích Ca Mâu Ni ngài nói rằng cái cõi này là ngũ trược ác thế, quan gia thù nghiệp. Nên ngài nói rằng ta bà khổ, khổ không thế nào nói hết. Đối với người bị đánh đó, bây giờ cái khổ của họ đến mức cùng cực, tột cùng. Nhưng nếu cô mang cái cùng tột khổ đau đó, thì cô sanh tâm tiêu cực và cô sẽ sống rất nặng nề. Đây là tự cô hành hạ bản thân cô, và gia đình này cũng rủi tàn thôi. Thật sự mình đã biết rằng là quan gia thù nghiệp, báo thù rửa hận. Nếu như mình tiếp nhận được Phật Pháp, mình nghe được đạo, mình cởi mở tâm tư. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni ngài nói ta bà khổ, khổ không thế nào nói hết. Cái khổ của ta bà này chịu nói hoài nó không hết. Nhưng cái lót nền móng để đi đến giải thoát là từ cái khổ ta bà. Nếu giảng pháp mà không có cái gì khổ thì khó lót cái nền đặng tiến thẳng về cực lạc. Nhớ. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni ngày chỉ mình cực lạc vui vui chẳng thể nghĩ bàn. Thế giới cực lạc không có chuyện đánh đập nhau, không có chuyện hơn thua đấu đá. Có người đều hòa thuận thương yêu giúp đỡ nhau, toàn là bậc thượng thiện ở bên nhau, giúp đỡ nhau, sống những ngày tháng an vui tự tại, không già, không bệnh, không chết. Cái khổ bị chồng đánh ầm 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 này, có khi đó cũng là một điểm đưa cô đến Phật Pháp. Và nhìn nhận Phật Pháp cứu đời tôi. Nhớ. Nhưng có khi bị đánh ầm 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 vậy đó, nó lỡ nó vuốt ve, nó chuyện ngọt vài cái, vài tiếng, rồi bắt đầu mua thuốc được, sức uống được, mua một ly sữa
chai sữa Ensu rồi chú, đi nước cam rồi chú, hoặc là mua thuốc gì để gọi là tan máu bầm. Rồi lúc đó nó tiếp tục. Quý vị thấy cái vui con người khi đến với nhau, hôn từ đầu cho đến chân, hôn quá trời luôn. Rồi mình bỏ vào tâm mình, ô thấy mình hạnh phúc vô cùng, quá hạnh phúc. Rồi tới khi nó quýnh từ đầu cho tới chân, bầm hết. Rồi lúc đó thấy mới thấy mình đau khổ. Nghe là tình thương ở thế gian nó bỏ ra. Rồi xong nó mới lật ngược kèo lại. Rồi quýnh đập. Nên là mình hụt hẳn. Tại sao? Có những giây phút thương yêu tôi vô cùng, nói bao nhiêu lời ngọt dịu, tôi bỏ hết tâm tư vào cái tình cảm đó, tôi dành hết cho anh hay là cho em, tại sao đối xử với tôi như vậy? Nên đi vào hụt hẳn và bế tắc, và cuối cùng trở thành con người giống điên loạn. Và có khi kết liễu cuộc đời. Giống như có một chàng trai bị thất tình, thăng tàn ma dại luôn, cuối cùng người ta cũng đi tìm người khác. Quý vị đau khổ đến mức tiêu tị, khổ đau đến mức cùng cực, quý vị bệnh đau bị chết đi, người ta cũng sống tiếp tục. Nên con người chúng ta khi gặp những sự cố như vậy, cảnh ngộ như vậy, hãy bình tĩnh để tìm ra phương hướng giải thoát. Chứ không phải ngồi đó khóc, không phải than thở, không phải kể lể, mà là dùng câu A-di-đà-phật, 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 Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật. Dùng cái tâm hận thù để sống không bằng dùng cái tâm nhớ Phật để sống. Nhớ, dùng cái tâm nhớ Phật để sống. Nếu như thấy mình còn thiếu nợ, mình còn thương thì cứ sống trong cái sự đau khổ đó mà niệm Phật. Nó cũng cởi mở tâm tư và nó chuyển nghiệp. Nhớ. Còn nếu như thấy mình hết duyên hết nợ rồi thì quyết định mạnh mẽ. Giống như một sợi dây chói mình lại. Chúng ta không phải là mở từ từ, mà là chúng ta chặt một phát xong. Từ từ thì càng đau khổ thêm. Giống như sự ràng buộc này càng chắc chắn thêm. Nên mỗi một con người chúng ta nên có góc độ. Phật pháp là gì? Là đưa lên cho chúng ta một tư tưởng, cho chúng ta một phương hướng, tự mình chọn lựa. Chúng ta đem một bài chia sẻ Phật pháp này chia sẻ gỡ cho nhiều người nghe đi quý vị. Nhiều người trong cái cuộc đời này gặp những sự cố, từ vợ lẫn chồng, từ chồng lẫn vợ, có gặp hết. Có những người đàn ông mà vợ hung dữ, chửi mắng kinh khủng luôn, chửi xối xả, vợ bay quýnh cho chỏ. Bữa đó gặp cái chú này, vợ quýnh bầm mặt hết. Những đứa hỏi, ủa vợ chú có giỏ cho quýnh dữ? Nó không biết sao mà nổi máu rồi, nó quýnh quá trời quýnh. Ủa chú đàn ông mà chú không có cái bản lãnh gì chứ, nó đánh để đánh gì nữa. Dạ con không dám đánh lại thầy, cho chỏ con sưng con mắt. Đừng có nói là cô bị chồng đánh, cả đàn ông cũng bị vợ đánh. Chú này bị đánh cho chỏ chú, mình mày bầm hết, cắn chú, ngắt chú, thẹo dứt tùm lum. Người phụ nữ đánh đúng là ác thiệt. Đàn ông thì cái đá dặm vài cái, còn phụ nữ nó quýnh cái chú này, quý vị biết từ đầu cho tới chân chú, nó ngắt đầy mình, thèo dít bấy bá ngón tay mắm tay nó bấm mình mẩy ổng, giống như bị trúng độc. Phụ nữ nó quýnh ghê thiệt chứ, quýnh giống như bị trúng độc ghê chưa. Đó, đàn ông còn bị đánh đó chứ, mà không dám đụng tới luôn. Vì sao? Nợ thiếu, không dám đụng, quýnh nó ngắt đầy mình luôn. Thì quý vị biết rằng cái nghiệp quả thế gian này ghê chưa, đáng sợ thiệt. Nên những đứa nói mấy anh em trong chùa, đúng là mình đi tu được may mắn. Có nhiều chú trong chùa mà gặp đi có vợ chứ nó quýnh mà. Những tâm nhiên chùa mình, mà đời mà có vợ đi, nó quýnh, cắn, xưng đít, nó tùng đồ. Chú hiền hiền, hiếu đồ. Ngoài có vợ chừng bị vợ đánh. May mắn thay được đi tu, bây giờ làm bậc trượng phu, làm việc ý nghĩa trong cuộc đời, đúng là quá hạnh phúc. Nên cố gắng tu hành đi, thấy không? Đừng có nói còn trẻ mà tu động tâm, động gì.
Lo niệm Phật, lo tu đi. Đây là cái lối sống tuyệt vời, cái lối sống hạnh phúc nhất, lối sống hướng thượng của chúng ta. Còn các cô trẻ ở chùa cố gắng niệm Phật, nó bị đánh tổ, nó cho chỏ, nó dặm, nó giọng, nó quýnh, tóc tai bùm sùm, nó tá, đá, trời đá xinê, quýnh như xinê, ghê thiệt chứ. Đó đó. Những đức nó nêu 100% luôn, những đức coi thấy rõ ràng. Đúng không? Nên mình được đi tu, người trẻ đi tu vô thấy không? Những đức có đánh lần nào không? Sống phơ phớ, lo lắng, nhiệt tình, cười vui tối ngày. Quá hạnh phúc rồi còn gì? Làm gì có ý nghĩa trong cuộc đời? Còn mấy bà chồng bỏ chồng chê lo mà tu đi. Mấy bà mà không lo đi đến đây tu giết từ từ. Coi chừng mấy bà chấp nói nữa. Gậy gánh kiếm gánh khác. Ban đầu nói chuyện ngọt vài câu. Mấy bà nghe lời một cái nó vừa nó quýnh nó bà xinê luôn cho mấy bà biết. Chạy tay mét. Khỏi nói luôn. Nó nên á. Đi về chùa có tư tưởng có phương hướng. Áp dụng tu. Nhớ Phật niệm Phật. Tin sâu nhân quả. Nhớ. Những đức khuyên cô đó, những cái gì đã qua cô cháu qua đi, cô hãy bình tĩnh lại để giải quyết vấn đề, chứ không phải rầu rĩ đau khổ. Càng rầu rĩ càng đau khổ, cô càng đi vào con đường bế tắc. Nó đánh cô te tu hết trơn, cô ngồi đó cô khóc, cô rầu rĩ có giải quyết được vấn đề gì? Cô nên nghe các bạn đồng tu, những chị em khuyên nhắc nhở, cô nên bình tĩnh lắng nghe, cô nên nghe những lời những đức chia sẻ để cô cởi mở tâm tư. Nếu như cô sống thì cô nên bình tĩnh lại, cô nên vượt lên chính mình để sống, tiếp tục sống cho tốt. Cô đừng nên sống bằng một lối sống đau khổ. Cô nghĩ rằng nó quýnh mà chết rồi thì thôi hết. Không có hết đâu. Nó còn cái chuyện đọa lạc nữa. Không hết đâu. Còn nếu như thấy hết duyên hết nợ, tự mình suy nghĩ, giải quyết vấn đề. Tại vì hình ảnh đánh rõ ràng mà. Đánh giả man quá mà. Thấy không? Vợ chồng dù làm ăn không thịnh, thất thoát tiền bạc, nhưng cái chuyện thất thoát tiền bạc là chuyện thất thoát tiền bạc. Còn gì vợ chồng ngồi bên nhau nói chuyện rồi cởi mở tâm tư. Nhưng nói đây là người học Phật kìa quý vị. Mình nghe đạo, mình nhìn thấu. Chứ ngoài ra ngoài đời sao mà có cái gì. Bởi vì không học Phật là thiệt thòi cho bạn. Bạn không nghe Phật pháp đúng là quá thiệt thòi. Ngồi lại bên nhau cởi mở, có khi mình làm ăn còn thịnh đó. Còn bây giờ làm ăn thất thoát rồi, xong về đánh vợ được lợi ích gì? Đánh nó bệnh đau, đi mua thuốc uống còn tốn tiền thêm, đập đồ đạc hư hao, đáng làm ăn thất thoát rồi về đập đồ thêm, mai mốt mua đồ tốn tiền nữa, đúng không? Nên khi không học Phật nó cực kỳ khờ, cực kỳ khờ luôn. Hãy bình tĩnh suy nghĩ đi. Nên từ nữa đó, tại sao mà bây giờ ly dị nhiều, làm ăn không được, không ra tiền, bực bội chửi mắng đánh đập nhau, chia tay ly dị. Con cái của mình đứa theo cha đứa theo mẹ, vì thấy không, đúng là màn kịch của cuộc đời. Mở màn ra là thấy lấy nước mắt để chan cơm. Nên nghe Phật pháp để cởi mở tâm tư quý vị. Đủ duyên đi đến chùa ngày chủ nhật cộng tu để tích tụ nguồn năng lượng lại. Còn nếu không ở nhà cố gắng nghe pháp niệm Phật. Cứ đi đứng nằm ngồi niệm Phật đi cô. Tích tụ nguồn năng lượng. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng sanh nghe được đạo, tiếp nhận Phật pháp, tin sâu nhân quả, tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc. Và cuối đời chúng ta đều hẹn gặp nhau ở Tây Phương cực lạc. Chúc tất cả những người nghe đạo luôn luôn sống những ngày tháng vui vẻ an lạc. Chúng ta hẹn gặp ở cực lạc nha quý vị. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.